Chào mọi người, hôm nay mình có mua thức ăn hạt cho mèo để cho hai bé ăn thử. Thử xem mèo nhà mình có thích ăn hay là không mà. Đấy, mới mở có một tí mà hai bé đã ngửi thấy được mùi thơm rồi. Cứ từ từ, chờ đợi là anh Phúc em ơi. Đúng là đồ ăn ngon, có sức hút thật. Chúc hai mẹ con ăn ngon miệng nha. Nghe là thấy giòn rồi. Chắc chắn nữa.